Hoa hậu Ngọc Châu bị hàng xóm ở Tây Ninh bóc con người thật. Tên tuổi Ngọc Châu trở thành tâm điểm truyền thông sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào ngày 25 tháng 6. Vượt qua 40 thí sinh, cô gái đến từ Tây Ninh chinh phục vương miện đắt giá. Cô cũng trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss Universe cuối năm nay. Ngọc Châu sinh ra trong gia đình làm nông có ba anh chị em. Cha qua đời khi cô mới lên năm, nên mẹ là người một mình tần tảo nuôi anh chị em Châu khôn lớn. Khi Ngọc Châu lên Sài Gòn học đại học, cô chỉ ở trong căn phòng trọ chật hẹp với bạn bè để chắt chiu tiền sinh hoạt. Trong suốt 4 năm ngồi trên giảng đường, mẹ của Ngọc Châu cũng chưa từng lên thăm cô lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém. Sau khi hay tin Ngọc Châu trở thành tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, người dân ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh không khỏi hồ hởi và tự hào kể về cô bé đen nhẻm, cao lém ngày nào. Ngôi nhà của gia đình Ngọc Châu thuộc ấp Tân Tây, cách trung tâm thành phố Tây Ninh hơn 20 cây số. Từ phía ngoài nhìn vào, nơi sinh ra và lớn lên của tân hoa hậu Hoàn vũ được bao bọc bởi hàng rào lớn, hai mặt tiền trông khá khang trang. Tuy vậy, nơi đây không hề bề thế mà lại giản dị. Khuôn viên rộng được trồng nhiều cây che mát, tạo nên khung cảnh đặc trưng thường thấy ở các vùng quê mộc mạc. Gặp phóng viên, hàng xóm xung quanh, những người đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của Ngọc Châu không giấu được vẻ tự hào. Theo lời kể của bà Bén, người chứng kiến Ngọc Châu từ khi còn nhỏ cho biết, tân hoa hậu là cô bé dễ thương đáng quý, nhưng cũng tội vì mồ côi cha từ sớm. Bà Châu hiền lắm nhưng bệnh mất sớm, thấy thương dữ lắm. Lúc đó mấy đứa còn nhỏ thấy thương thấy tội. Nhận xét về mẹ của Ngọc Châu, bà cho biết, mẹ của Châu thì cứ ở vậy rồi làm rẫy nuôi con. Mẹ của Châu giỏi dữ lắm, không ai bằng đâu, hiền từ. Mỗi khi nhắc chuyện có con thi hoa hậu là cười cười vậy thôi. Gia đình của Châu được lắm, từ bên nội rồi mấy cậu mấy dì đều hiền khô. Chị Dung, người được cả xóm giới thiệu là siêng theo dõi Ngọc Châu, nhận xét, nhà Châu thì làm rẫy cũng đủ ăn, chứ nghèo thì không nghèo lắm. Hồi nhỏ đi học, Châu là hiền nhất, ai cũng nói vậy, thấy thương mà giỏi nữa. Sau cấp 3 thì Châu lên thành phố học đại học, thỉnh thoảng dịp giỗ của ba lễ Tết gì mới về thăm mẹ thăm nhà. Lần rồi về cũng phát quà cho gạo bà con ở đây. Nói chung Châu đạt hoa hậu là ok, tốt. Khi được hỏi Ngọc Châu xứng đáng thế nào cho ngôi vị hoa hậu, chị Dung liền tự hào. Châu đẹp mà, là người nổi bật, cái gì cũng giỏi hết, nói chuyện hay, tế nhị. Chưa thi, chị đã nói Châu kỳ này nó lên hoa hậu, xã Tân Hưng đợt này xúm nhau đi diễu hành. Khi được hỏi về khoảnh khắc đăng quang của Ngọc Châu, cô muội không giấu được sự vui sướng. Châu thi chung kết thì phải coi chứ, xứ sở quê hương mà, ủng hộ dữ lắm, là quá trời, Tây Ninh cũng có hoa hậu rồi. Nói chung, Châu đậu hoa hậu là cả xóm, cả xã này ai cũng mừng. Nói về chuyến thăm nhà, thăm làng của Ngọc Châu trên cương vị của một hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người dân ở đây hóm hỉnh. Hờ hèn nie về sao thì Ngọc Châu về như vậy, mà Châu về bằng xe bò đi từ đầu đường vào nhà là còn vui nữa. Có hờ hèn nie đi mấy cày về quê thì giờ có Ngọc Châu đi xe bò về làng. Từ những nhận xét của hàng xóm dành cho Ngọc Châu có thể thấy tân hoa hậu không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào mà ngay trong đời sống hàng ngày cô cũng dễ thương chân thành, và mỗi khi nhắc đến thì người dân xung quanh luôn gọi tên Ngọc Châu trong sự quý mến tự hào. Có thể nói, kết quả Ngọc Châu có được trong đêm chung kết 25 tháng 6 không gây tranh cãi. Dù vẫn còn đó những hoài nghi về việc Ngọc Châu sẽ phát triển ra sao trong tương lai, liệu cô có khả năng bứt phá thành công để trở nên sắc nét, đậm dấu ấn hơn? Trả lời phỏng vấn trước truyền thông ngay sau đêm đăng quang, Ngọc Châu chia sẻ, trước đây cô hoạt động một mình nên có thể hình ảnh chưa đa dạng. Cô tin Ngọc Châu của tương lai sẽ thay đổi. Khi đến đây tôi không đặt mục tiêu phải giành vương miện, tôi được thoát khỏi vùng an toàn của mình để trở thành phiên bản tốt hơn. Thời gian tới tôi cùng ekip sẽ vạch ra những kế hoạch để làm mới bản thân, mọi người hãy tin ở Châu, tân hoa hậu bày tỏ.